Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Sơn Phụng, có một số thái đỏ bông trang rất là nhiều loại muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Chào Phụng. Dạ chào Pháp Thái, chào tất cả quý anh chị em đang xem clip ạ. Thì hôm nay bên nhà vườn em có về một lô trang thái đỏ, thái vàng đỏ nhung lá nhụa, giao lưu với quý bà con chị em cô bác mình qua số điện thoại là 0379420059, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Thì em cũng chân thành cảm ơn quý anh chị em cô bác đã xem ủng hộ những clip vừa rồi ạ. Dạ, em lên cây số 1 là một cây thái vàng. Đặc biệt cây em nay thần chậu quý cô anh chị em. Dạ, cây thần chậu ạ. Cây cao 67, tán ngang 25. Hoành em đo được là hoành 16. Thoát thân 43 ạ. Dạ, mã số 1 em xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 2 cũng là một cây thái vàng luôn ạ. Cây cao 36, tán ngang 25. Hoành em đo được là hoành 17. Cây có củ đế dưới luôn ạ. Cây rất già ha. Dạ. Dạ, mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý bà con chị em mình luôn ạ. Cây số 3 cũng là một cây thái vàng ạ. Cây cao 80, tán ngang 40. Hoành em đó, thoát thân 47. Hoành em đo được là cũng là hoành 17 luôn ạ. Và mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Số 4 là một cây đỏ nhung lá nhụa ạ. Cây cao 85, tán ngang 55. Thoát thân 35 ạ. Hoành em đo được là hoành 12 ạ. Cây có đế tứ diện ha. Dạ, có nguyên cái nồi đế luôn. Và dạ, mã số 4 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý bà con giùm cô bác mình luôn ạ. Số 5 cũng là một cây đỏ nhung lá nhụa. Cây cao 93, tán ngang 70. Cây đang úp, cây đang ôm bông ôm nụ cho mình ạ. Thoát thân 40 ạ. Hoành em đo được là hoành 14. Có nguyên cái nồi đế dưới luôn. Và mã số 5 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý bà con chị em cô bác luôn ạ. Số 6 là một cây trang trắng lá trung, trắng siêu bông. Cây cao 76 ạ. Tán ngang 48. Thoát thân 45 ạ. Hoành em đo được là hoành 9 ạ. Và mã số 6 này em xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho quý anh chị em cô bác luôn ạ. Số 7 là một cây trang trắng lá nhỏ ạ. Cây cao 40 ạ. Tán ngang 37. Này gốc còn sâu với cô anh chị. Dạ, gốc này em đo đại diện ở đây đi. Tại vì nó còn sâu dưới hoành 10 ạ. Ở dưới chắc cũng được 11, 12 ạ. Dạ, hoành mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý bà con chị em cô bác luôn ạ. Mã số 8 là một cây hồng phấn xưa. Quá sáng đơm nụ luôn rồi. Cây đang ôm nụ rất là đẹp luôn. Đúng cây luôn quý cô anh chị. Cây cao 84 ạ. Tán ngang 55. Bông vàng tròn mịn ha. Thoát thân 20 ạ. Hoành này em đo được là hoành 15 ạ. Thần chậu gãy ra trắng cho quý vị anh chị em. Cây này về mình còn khai thác đế dưới được, nó còn sâu dưới á. Và mã số 8 em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho quý bà con chị em luôn ạ. Mã số 9 là một cây hồng phấn lá trung. Cây cao 63 ạ. Tán ngang 56. Thoát thân 20. Hoành em đo được là hoành 11 ạ. Và mã số 9 em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho mình luôn ạ. Số 10 cũng là hồng phấn lá trung luôn ạ. Cây cao 56, tán ngang 57 ạ. Thoát thân 15. Hoành em đo được cũng là hoành 10 luôn ạ.
Mã số 10 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. 11 là một cây thái đỏ. Hàng thần chậu luôn, đang ôm bức. Cây cao 79 ạ. Đá ngang 52. Phương toàn tròn xoe. Thoát thân 40 ạ. Cây này nó ở đế chạc với con gì? Hoành em nói đây là hoành 10 ạ. Còn dưới này to lắm nha quý cô anh chị. Cho còn nguyên cái nồi đế dưới nè. Giờ em chạy tới đây. Một cốt sạch luôn. Dạ, mã 11 này em xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 12 là một cây thái vàng. Toàn trái banh. Cây cao 88 ạ. Đá ngang 90. Phải nói phần vàng rất là đỉnh luôn. Tròn xe luôn. Một cốt thoát thân thấp ha. Một cốt thoát thân thấp ạ. Vì từ cái hoành to. Hoành em đa đồ là hoành 19 ạ. Này gốc còn khai thác được nha quý vị. Còn sâu dưới á. Tại vì cây hơn chậu. Dạ. Mã 12 này em xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tặng nhà cho quý bà con anh chị em cô bác mình luôn ạ. Hàng cây rất là nặng ạ. Thùng 16 luôn ạ. Tiếp theo. 13. Cũng là trang thái vàng luôn ạ. Cô chú anh chị em mình thấy cái chớp tàn ở trên nó xanh và đặc biệt nó mịn nè. Cây cao 97 ạ. Đây thấp thân cao ha. Đá ngang 95. Cây già. Thấp thân 25 ạ. Quỳnh em đo được là quỳnh 13 ạ. Và mã 13 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý bà con chị em cô bác luôn ạ. 14 là một bụi vàng ta. Vàng lá trung, cái này về cho quý cô anh chị mình làm bình bông ha. Cây cao một hết thước luôn ạ, 1,5 m ạ. Cái này em đo tổng hoành đi chứ giờ không có bung ra nó xè ra. Về quý cô anh chị mình bệnh xương vô làm bình bông. Tổng cái hoành này em đo được là 45 ạ. Này con cốt chủ trong này nha quý cô anh chị, liền cốt liền cũ hết nha. Dạ, mã 14 thì em xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. Cây thần chậu rồi ạ. 15 là đỏ ta ạ. Đỏ lá trung, đỏ đối màu miền Nam quý cô anh chị. Cây cao 1,35 m ạ. Tổng bụi này em đo được là 45. Và mã 15 này thì em cũng xin giao lưu là 250k. Cái này thì em lên đại diện giường em còn nhiều, quý cô chú anh chị nào có cần cái nguồn á thì cứ liên hệ Zalo với em báo giá sĩ ạ. Về làm lục bình quý anh chị. Làm bình 16 là một cây thái đỏ. Tàn tròn mâm xôi. Cây cao 87 ạ. Đá ngang 97. Lên một cốt hốt thân thấp ạ. Lên cái chậu, lên cái đồn quý cô anh chị. Hoành là hoành 13 ạ. Và mã 16 này em cũng xin giao lưu là 550k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây bè không nổi luôn quý cô anh chị em. 17 cũng là thái đỏ luôn ạ. Cây này chớm búp quá xá luôn. Cây cao 1 m ạ. Đá ngang là 1,03 m. Thoát thân tầm 10 cm. Tay cành cốt lực ha. Hoành em đo được là hoành 15 ạ. Này gốc còn sâu nở quý cô anh chị. Còn khai thác được cái gốc ở dưới. Dạ, mã 17 này thì em xin giao lưu là 600k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị. Hàng em còn số lượng, cô chú anh chị nào có cần thì cứ liên hệ em báo giá sĩ cho mình ạ. 18. Cây cao 89 ạ. Cây chấm bút quá xá luôn. Đá ngang 97. Sáng hai anh thợ bưng mấy cây này là cái như tập thể dục luôn. Cây rất là nặng nha. Hoành 17 ạ. Thân phân một tấc còn khui được nha quý anh chị. Còn dạ, sâu nha. Còn khui đế dưới được ạ. Dạ, 18 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Hàng bạn rất là nặng luôn. Tiếp theo. 19 là một cây đỏ nhung lá nhựa.
Hùng 16 cây rất là nặng luôn á. Đang búp cứng cây cho quý cô anh chị. À, búp cây thường dậu lá xanh mướt ha. Cây cao 1m1 ạ. Tán ngang 1m25. Hốc thân 35 ạ. Hoành em ra được là hoành 14. Cây này nhánh này về nó ra hoa nó xỏ xuống giống như cái màn quý cô anh chị. Cái rèm. Rồi giá luôn. Dạ 19 thì em cũng xin giao lưu là 600k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý bà con cô bác anh chị mình luôn ạ. À. Cây rất là nặng cây luôn á. Tiếp theo. 20 cũng là đỏ nhung lá nhựa luôn ạ. À. Hai cây này cặp quý cô. Hai cây này cặp. Căng lắm, về hai cây này để trước cửa rồi nhìn. Cây cao 1m27 ạ. À. Tán ngang 1m1. Phồng tàn tròn xe luôn. Thoát thân 35. Hoành em đo được là hoành 14 luôn ạ. À. Đang ôm bông rất là đẹp luôn. Và mã 20 này em cũng xin giao lưu là 600k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô bác anh chị mình luôn ạ. Cây này ta vô dây cái nữa là đỉnh luôn quý cô anh chị. 21. Cây cao 85 ạ. Cây thái vàng. Cây ngang 90. Phồng tàn tròn đặc luôn. Thoát thân 10 ạ. Hoành em ra được là hoành 15 ạ. À. Dạ mã 21 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em đã bao gồm phí ship về tận nhà cho quý bà con cô bác anh chị mình luôn rồi ạ. À. Hai mươi hai cũng là thái vàng luôn ạ. À. Cây cao 90 ạ. À. Tán ngang 96. Thoát thân hoành 14 ạ. Này thoát thân khoảng một tấc luôn chị em. Dạ. Dạ 22 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý bà con cô bác mình luôn, chị mình luôn ạ. À. 23 cũng là thái vàng, cây này thì đang ôm búp, kẹo búp luôn ạ. À. Cứng cây luôn. Cây này về mà nó bung ra một cái là nhìn cây vàng rực luôn. Vàng rực luôn. Cây cao 1m ạ. À. Tán ngang 90. Già cây. Hoành em đo được là hoành 15 ạ. À. Cây này rất là già luôn. Và mã 23 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà luôn ạ. À. 24. Vẫn là thái vàng tàn tròn mâm sôi luôn. Cây cao 87 ạ. À. Tán ngang 94. Còn tàn rất là mạnh quý cô anh chị em. Cây này của mình thì là một cốt mà tại thoát thân khách. Hoành này em đo được tổng nguyên cái hoành này ở dưới này em đo được là 22 luôn ạ. À. Và mã 24 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý bà con cô bác mình luôn ạ. À. 25. Mà thái vàng luôn. Lá nó xanh lên búp nè quý cô anh chị em. Cây cao 90 ạ. À. Tán ngang 83. Cây này khó khăn cũng tầm một tấc, hoành 15 luôn ạ. À. Để ra trắng chân ha. Dạ. Dạ 25 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. À. 26. Vẫn là thái vàng. Cây cao 1m04, em tính 1m ạ. À. Toàn tròn mâm xôi. Tán ngang 90, tán ngang 95. Cây này già cây. Hoành em đo được là hoành 17 ạ. À. Cây này về mình còn khai thác được cái đế dưới đó, tại nó còn sâu ở dưới. Và mã 26 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. À.
27, cũng là thái vàng luôn ạ. À. Cây này quá đỉnh quý con chị. Cây cao 97. 3083. Vàng minh và đặc biệt đang lên cơ búp rất là xanh luôn. Cây này thoát thân được 18. Quành này em ra được là quành 14 ạ. À. Này đó nằm trong cái thùng nhỏ của con chị, ghế gan cứng kìa nè. Đường cứng ngắt luôn. Và mã 27 này thì em cũng xin giao lưu là 450k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho mình luôn. Cây đang ôm búp về mà nó bung ra một cái là nhìn nó vàng rực luôn. 28 cũng là thái vàng luôn ạ. À. Cây cao 1m ạ. À. 8094. Quành ra được là quành 16 ạ. À. Và 28 này thì em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao gồm phí ship về tận nhà cho mình luôn rồi ạ. Cái tàn tròn lô này phải nói rất là đồng với con chị. Phơm tàn 29. Cũng là thái vàng luôn ạ. Cây cao 87. 8084. Cây này thoát thân 16, nó còn nguyên cái cụm, nguyên một cái khúc ở dưới này cả 5 cm nữa dưới á. Dạ, hoành 15 ạ. Và mã 29 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. 30. Cây cao 90 ạ. 8095. Này em cốt 4 thân. Một cốt này em đo tổng này. Đo tổng cái hoành này đi chứ nó còn nằm sâu ở dưới á. Dạ tổng này là em đo rồi 24 gửi em tính 24 thôi ạ. À. Dạ 30 này thì em cũng xin giao lưu là 450k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. À. Cũng là cây cuối cùng của Hoa Kiển Sông Phụng em ngày hôm nay, cũng chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã xem và ủng hộ em ạ. À. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô anh chị ha. Cây này sẽ to nha quý cô anh chị. Phơm tàn rất đẹp. Rồi hẹn gặp lại quý cô anh chị vào nhà vườn Sông Phụng tiếp theo ha.